Wow, trước mắt chúng ta là một tổ ong rất kỳ lạ nhá. Một tổ ong vàng, theo người Nghệ An gọi là ong vàng nhá. Đổ máy vào tháp chuông của nhà anh Tai Bò luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì em đang có mặt tại huyện Quỳ Châu, vùng đất mà được mệnh danh là vùng đất của một khoáng sản rất là nổi tiếng, đá đỏ Quỳ Châu. Hiện tại thì em và người em của mình đang đứng trước nhà của Tai Bò, nhà của ông Trung Tai Bò. Thì để đấy thì bạn sẽ tranh thủ giới thiệu đến mọi người nhà của em Tai, một ngôi nhà được đầu tư và xây dựng rất kỹ càng, rất đẹp mắt và đã từng lên báo Nghệ An về những ngôi nhà đẹp và có tổng giá trị xây dựng từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành lên đến hơn 100 tỷ đồng. Và bây giờ thì bạn cùng mọi người chúng ta hãy đi review một vòng không gian trị giá hơn 100 tỷ của gia đình em Tai nha. Hiện tại thì lúc này lấy vào khoảng gần 5 giờ chiều, bắt đầu chuyển sang rồi vì em vừa đi vơi trả đầu 4-4 ở Lâm Hồi, làng Lâm Hồi, và tối nay thì có ở lại đấy để gặp gỡ và giao lưu với anh em bóng chuyền Nghệ An đến nhà Tai Bò để chơi. Bây giờ thì mọi người cùng bèn đi một vòng ngôi nhà trị giá 100 tỷ này nhá. Hiện tại thì ngôi nhà nằm ở phía mặt phải của đường liên tỉnh Quỳ Châu, nằm ở ngay trục đường chính. Ngôi nhà có diện tích chiều ngang rất rộng, rơi vào khoảng hơn 50 m² chiều ngang. Cổng có thiết kế rất là đẹp. Bây giờ bạn sẽ cùng mọi người chúng ta đi vào sâu hơn vào trong phần ngôi nhà nha. Hiện tại thì ở trong khu mình, mọi người có thể dễ dàng nhận ra những ái đồ bóng chuyền phong trào Nghệ An như anh Hùng Lan, anh Phi Diệt Châu và vận động viên trẻ tài năng đánh nhánh Mai Thanh Tú. Bạn cùng anh em Nghệ An tối hôm nay sẽ ở lại nhà của Tai để chơi và ngày mai sẽ về Anh Sơn. Và đây là lối vào nhà được thiết kế và lát gạch bát tràng rất đẹp. Đây là ngôi nhà được xây dựng và hoàn thành với mức tiền khủng khiếp lên đến hơn 100 tỷ theo như lời giới thiệu của bà con cũng như Tai và bố mẹ của em Tai. Thân trước cổng thì có khuôn viên để dành cho trồng cây rất là rộng. Đây là phía màn phải rất là rộng và trồng nhiều cây xanh, hai cây lộc mừng ở hai bên cổng rất cao và to, không gian rất thoáng. Và chúng ta sẽ đi sâu hơn để review ngôi nhà này, rất là đẹp. Gian trình của ngôi nhà này thiết kế toàn bằng gỗ và đã tự nhiên, rất là đẹp, một không gian rất rộng. Ngay ở sảnh ngôi nhà thì có một cối đá phong thủy màu hồng, cảnh sen rất đẹp. Đây là toàn bộ khuôn viên tầng 1 của ngôi nhà. Rất là đẹp.
trước mắt mọi người là toàn cảnh bộ bàn ghế bằng gỗ tự nhiên được chạm khắc rất tỉ mỉ và công phu. Xa kia chúng ta dễ dàng nhận ra hình ảnh đại diện cho Việt Nam, hình ảnh rồng vàng được chạm khắc rất đẹp. Hổ, rùa rất đẹp. Loại hoa cỏm hoa hồng được trồng ở bên phía phải của ngôi nhà bảo đảm cho không gian thoáng mở rất là đẹp. Và phía xa kia thì khoảng đất rộng ấy thì gia đình đang có dự định sẽ mở một sân bóng chuyền và một sân cầu lông trước mắt ta để phục vụ cho yếu tố tập thể dục thể thao của gia đình, và xa hơn sẽ là nơi làm sân bóng chuyền để cho bà con trong lối xóm chiều chiều có thể qua chơi và tập thể dục thể thao. Công viên ở phía sau ngôi nhà còn rất là rộng, vườn trồng cây rất tuyệt vời. Và trước mắt chúng ta đến với một tháp chuông có 4 quả chuông, và điều đặc biệt ở 4 quả chuông này thì mọi người có thể dễ dàng nhận hình dung và nhận ra có một tổ ong mà theo ở chỗ của ta thì là gọi là tổ ong cá. Tổ ong này mọc ngay sau chiếc chuông bé nhất của tháp chuông. Là tốt cho gia chủ. Và như vậy là chúng ta vừa đi một vòng quanh ở phía khu vực phía ngoài của gian nhà này. Điều đặc biệt ấn tượng đối với ven đó là những cây cột. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy những cây cột với đường kính rất lớn, cao. Cột rất kinh khủng, rất là lớn. Nhà rất là đẹp, là không gian phòng khách rất là đẹp mọi người. Biển đảo phong thủy. Cây tự nhiên có đường kính rất lớn và rất có giá trị, được bác bỏ máy phong cách để cho khách thường có thể quan sát. Và kế bên chiếc bình là một chiếc chiếu ngựa có đường kính rất lớn, dài hơn 4 mét và rộng gần 2 mét, chiều dài lên đến hơn 40 cm, rất đẹp. Cột đá khổng lồ, nó như là một bức tranh phong thủy bằng đá tự nhiên rất lớn, nằm ở phía mặt sau của ngôi nhà, đối diện với không gian mở là vườn và cây xanh. Và ở phía xa kia chúng ta dễ dàng nhận ra Văn Tài và Thái Nguyên đang tắm tiên. Chúng ta tiếp tục đến với khuôn viên phía đằng sau của ngôi nhà này, không gian dành cho cây cối rất là rộng. Mùa hè thì nếu như đưa một chiếc rắm ra đây ngủ thì sẽ rất là mát. Thời gian để xây dựng ngôi nhà này là rất lâu, rất mất nhiều thời gian, rất là đẹp,
ở nhà được đánh giá là đẹp nhất huyện Quỳ Châu và đã được lên báo. Không gian mở rất đẹp. Trước mắt chúng ta là bức phù điêu được chạm khắc bằng đá, hình đối công đang nhảy múa rất là đẹp. Không biết trong video thì mọi người có thể nhìn thấy được hay không. Và trước mắt với mọi người đối diện với bức phù điêu bằng công bằng đá thì là một viên đá ruby. Theo như bạc gãi của tài thì giới thiệu thì đây là viên ruby tự nhiên lớn nhất, có màu xanh, được chạm khắc và nó có khối lượng lên đến 5 viên, rất là đẹp. Bộ bàn ghế bằng gỗ quý rất lớn nằm ở phòng khách để tiếp đón những người đến chơi của gia đình bạn trai, rất là đẹp. Không gian mở rất thoáng, mùa hè rất là mát. Khi nhìn ra khu vực cổng thì cảnh rất là đẹp, không gian mở xanh rất tốt cho sức khỏe. Và trong không gian này có những điểm nhấn như những khối đá phong thủy đủ kích cỡ, đủ hình dạng, màu sắc rất là đẹp. Và chúng ta tiếp tục đến với khu vực tầng 2, lội lên cầu thang, một chiếc cầu thang được thiết kế hình vòng cung rất là đẹp. Mọi người cùng em chúng ta sẽ đi.